Chào các bạn, ở đây mình đang có một con Vivo X3 Max và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái điểm thú vị ở trong giao diện phân tích của cái hệ điều hành này. Thì đầu tiên là phân, đúng nghĩa là nó khá là vui khi mà sử dụng cái giao diện trên con Vivo X3 Max này. Đầu tiên là bạn thấy là nó không có app drawer. Có rất là nhiều hãng họ cũng đi theo cái xu hướng này, LG nè, Huawei nè, rồi bây giờ lại có Vivo và một số cái hãng khác nữa, họ bỏ hẳn app drawer đi luôn. Google nghe nói là cũng sắp bỏ nhưng mà không biết có thật hay không. Thì lợi ích của cái việc bỏ app drawer đó là chúng ta có thể truy cập nhanh hơn đến cái app của mình với chỉ một cái chạm duy nhất mà thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ bỏ app drawer không á, thì thực chất nó vẫn sẽ làm cho bạn tốn thời gian hơn, bởi vì bạn phải tìm ra rất là nhiều cái màn hình. Ở đây là máy mình mới cầm cho nên mình chưa cài nhiều, khoảng một thời gian sau là đầy hết những cái màn hình này luôn. Do đó là cái tính năng search nhanh này nó sẽ giúp bạn giải quyết cái vấn đề đó. Thì khi mà bạn kéo ngón tay xuống, bạn có thể ngay lập tức tìm kiếm một cái app hoặc là bất kỳ một cái nội dung nào đó mà bạn muốn. Bạn không có cần phải bấm vào cái ô search riêng như là trong Google Search Widget nữa. Thì tính năng này nó hơi giống với là iPhone, nhưng mà với mình thì điều đó cũng không là vấn đề gì, bởi vì miễn là nó sử dụng tốt và nó ngon là ok. Một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó là giao diện Quick Setting. Thì giao diện này bình thường nó nằm ở đâu? Ở trong thanh Notification. Nhưng mà ở trên con Vivo X3 Max này á, thì nó lại nằm ở cạnh dưới màn hình và bạn có thể vuốt từ bất kỳ chỗ nào, bất kỳ app nào lên. Nó hơi giống với lại cái Control Center của iOS. Thì nơi đây là ngoài những cái tùy chỉnh, ví dụ như là tắt bật wifi, mở đèn pin, chạy máy tính và những cái đồ thông dụng, ví dụ như là chỉnh âm thanh hoặc là chỉnh ánh sáng gì đó, thì bạn còn có thể lướt qua những cái ứng dụng mà bạn vừa sử dụng gần đây nữa. Nó hơi giống với lại cái giao diện multitask của chúng ta. Ở trên con Vivo X3 Max này còn có một tính năng rất là mạnh, đó là khả năng đổi sim. Thì có cái ứng dụng tên là iSIM này, nó sẽ cho phép bạn duyệt qua rất là nhiều những cái giao diện khác nhau, từ đổi từ icon, từ hình nền cho đến cả màn hình khóa nữa. Thì với anh em tinh tế thì cái việc sim này có thể là nó khá là đơn giản để mà chúng ta cài thêm hoặc là tùy biến cái giao diện trên máy của mình. Nhưng mà với những người không rành công nghệ, những người dùng phổ thông hơn thì người ta sẽ rất là đánh giá cao những cái tính năng liên quan tới sim mà có sẵn. Nhất là những chị em phụ nữ có thể rất là nhanh chóng đổi cái điện thoại theo một cái cách nào đó rất là dễ thương hơn. Bởi vì bộ icon hay là màn hình khóa ở đây thì nó có rất là nhiều phong cách khác nhau, từ những cái cách hiện đại, những cái cách nhìn hơi máy móc một chút cho đến cái con thú, rồi những cái nhân vật hoạt hình vân vân. Cũng trong cái ứng dụng iSIM này thì nó cho phép bạn đổi về cái lock screen. Thì không nhiều điện thoại hiện tại có sẵn cái tính năng đổi lock screen. Chủ yếu chúng ta vẫn phải cài thêm lock screen từ bên thứ ba vào. Và như mà lúc nãy mình cũng đã nói, không phải ai cũng làm được. Ở đây thì bạn có thể đổi ngay lập tức luôn. Kế tiếp mình muốn chia sẻ với các bạn là một cái tính năng rất là hay. Mình sẽ vào phần setting, sau đó vào phần kiểm soát hành động này, thì nó có cái mục tên là Smart Wake. Ở đây nó có những cái thao tác khác nhau để mà chúng ta có thể tương tác với máy ngay cả khi màn hình đang tắt. Ví dụ như là vuốt lên để mở khóa nè, vuốt xuống để mở camera, mà lúc đó bạn sẽ không cần nhấn tới cái nút nguồn nữa. Demo luôn cho các bạn coi. Như đây là cái máy của mình ha, mình vuốt xuống. Đó, chạy nhanh camera lên. Đây là một cái cách rất là hay trong bối cảnh là máy Vivo X3 Max nó không có sẵn cái nút chụp ảnh cứng, cho nên bạn có thể chạy rất là nhanh camera ngay từ màn hình khóa mà bạn không có cần phải bỏ qua bất kỳ một cái khoảnh khắc nào hết. Hoặc là nếu mình vẽ chữ F thì sao? Thì lúc đó nó sẽ chạy cái ứng dụng Facebook lên. Cho những cái điện thoại Trung Quốc thì mình để ý là họ hay tích hợp những cái gesture kiểu này. Ngoài ra thì nó còn một cái tính năng nữa mà mình rất thích, phải nói là thích nhất trong cái giao diện phân tích, đó là cái tính năng tự động mở khóa khi mà bạn rút cái điện thoại ra khỏi túi quần. Ở đây mình không có quay người mình được, cho nên mình không demo cho anh em xem được. Mình sẽ mở cho anh em xem thử một cái hình. Chờ một chút nha. Đó. Thì ở đây nó có cái hình mô tả là chúng ta vừa rút cái điện thoại ra khỏi máy là màn hình sẽ tự động unlock và bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức luôn. Ngoài ra thì còn một số cái tính năng nữa liên quan tới gesture, nhưng mà theo mình á thì những cái tính năng này nó hơi bị dư thừa. Có thể là một số bạn sẽ sử dụng, nhưng mà với có quá nhiều thứ để mà chúng ta phải nhớ đi, cho nên đây chưa phải là một cái cách rất là hay để mà Vivo họ cải thiện về mặt trải nghiệm người dùng. Nếu mà họ có thể lược bớt những cái tính năng đó và dồn sức vào những tính năng có trải nghiệm hay hơn thì mình nghĩ sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Tất nhiên là trừ cái tính năng Sleep Wake cũng như là cái tính năng rút điện thoại khỏi túi quần unlock như mình đã chia sẻ với các bạn. Mình mới cầm được cái máy này có một ngày thôi, vì mình thấy giao diện hay mình sẽ chia sẻ trước với các bạn như vậy. Rồi sắp tới mình sẽ dùng nó thêm, coi coi có gì hấp dẫn nữa thì sẽ nói với các bạn sau. Xin cảm ơn các bạn.